đến rồi. Giám sát Lương, có người tặng quà cho cô. Ai vậy? Cảm ơn. Triệu Ni à? Hả? Ai tặng gì? Một anh chàng hát anh là thần bí nào đó. Hết tặng quà lại tặng đồ ăn, cảm giác rất thân thiết. Còn thần bí nữa, tôi nghĩ cũng chỉ có cô tin thôi. Chẳng phải chữ đầu trong tên của Hằng Lạc là HL sao? À, xa lạnh ta. Đúng là giỏi nịnh bợ. Cái trò dớ dẫn đó mà cô cũng không đoán ra, ngốc quá. Cô đưa tài liệu này cho tổng giám sát Lương nha. Dạ được. Hôm nay anh Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mọi người, như vậy là... Mai là sinh nhật cô, nhưng hai ngày nghỉ không đi làm, cho nên chúng tôi muốn tặng cho cô sự bất ngờ trước. Đúng vậy, để đặt chiếc bánh sinh nhật này, Hằng Lạc đã phải đến mấy tiệm bánh lần đó. Thôi đi. Thực ra, đây là ý của Lương Sản. Cô ấy nói từ tháng này trở đi sẽ tổ chức sinh nhật cho các đồng nghiệp. Triệu đi, cô là người đầu tiên đó. Vậy sao? Tốt quá rồi. Tháng sau sinh nhật của tôi, mọi người đừng quên đó. Tiếc quá đi, sinh nhật tôi vừa qua rồi, phải đợi tận một năm nữa mới tới. Cảm ơn giám sát. Cảm ơn Hằng Lạc. Thật sự cảm ơn tất cả mọi người. Định cảm ơn đến bao giờ vậy? Cô tưởng mình là nữ diễn viên chính xuất sắc hả? Được rồi. Mau ước và thổi nến lên đi. Mong rằng sau này ngày nào cô cũng vui vẻ hết. Xin được vui vẻ. Xin được vui vẻ nha. Có vậy mà cô đã xúc động như vậy rồi sao? Tôi lớn như vậy rồi, chưa từng có ai cho tôi thấy bất ngờ như vậy. Đồ nhà quê. Bây giờ công ty nào chẳng tổ chức sinh nhật cho nhân viên. Mới như vậy để làm cho cô xúc động, đúng là không có tầm nhìn chút nào. Nhưng mà tôi thấy Lương Sản thật sự chân thành. Cô ấy còn kêu tôi ước nữa mà. Ước gì? Với tôi mà cô còn giữ bí mật sao? Tôi chỉ không muốn người khác biết thôi. Vậy tức là cô không coi tôi là bạn rồi. Tôi ước là mình được thăng chức, tăng lương. Hết rồi à? Hết rồi. Hết thật chứ? Còn ước có bạn trai nữa. Không ngờ cô cũng là một người tham lam đó. Đó là tôi chỉ mong muốn, chứ không nhất định phải có mà. Cô giả dối rồi. Nói cô biết, ngoài mong ước cuối cùng của cô, tôi không giúp được. Hai mong muốn còn lại, tôi lập tức giúp cô được tội nguyện. Hả? Triệu Ni, tôi nói cô biết, những gì Lương Sản có thể làm là ban ân huệ nhỏ cho một cô gái chưa từng bước ra thế giới bên ngoài như cô thôi. Còn những gì Ngải Tiểu Phương này có thể làm, Lương Sản có phấn đấu 10 năm nữa cũng không làm được đâu. Đó chính là thăng chức và tăng lương.
Cô cho tôi bằng cách nào? Cô bé ngốc à, cô hỏi vậy là không đúng rồi. Nói cô biết, lần sau nếu có người nói với cô hãy học theo tôi như vậy đi. Xin cảm ơn ngài rất nhiều. Đã học được chưa? Xin cảm ơn ngài rất nhiều. Cũng tạm đó. Anh về rồi hả? Con trai à, con sao vậy? Con trai à, con trai, con làm sao vậy? Con chóng mặt quá. Hả? Con phải lên phòng đi, ngay bây giờ. Ba, mẹ, trời để ơi, cho con. Cẩn thận. Không cần cô đâu. Ba mẹ của con ơi, chúng ta lên phòng thôi. Được rồi. Nào, đi đâu? Cẩn thận đó. Được rồi. Cô làm cái gì vậy? Hả? Vào đi. Dạ, cô làm gì vậy? Rốt cuộc con bị làm sao đây? Đúng vậy. Ba mẹ nghe nè, chỗ này của cô ta có vấn đề. Ba mẹ tuyệt đối không được làm cô ta không vui. Cô lại bắt đầu rồi. Không thích thì cũng không nên nói người ta như vậy. Đúng vậy. Con giả vờ trốn mặt để nói với ba mẹ câu này hả? Mẹ ơi, con là con trai của mẹ, con phải có trách nhiệm với gia đình mình chứ. Cô ta là bệnh nhân của con cũng phải có trách nhiệm với cô ta. Con trai à, mẹ con nói đúng. Người ta là con gái, con không thể nói năng bừa bãi như vậy được. Ba mẹ thấy con gái đó có bị gì đâu. Ba mẹ thấy cũng bình thường mà. Con không nói bừa, những gì con nói đều là sự thật mà. Nếu ba mẹ thật sự không tin, con sẽ lấy hồ sơ bệnh án của cô ta cho ba mẹ xem. Tất cả đều là chứng cứ khoa học, không phải là suy đoán không đâu. Hả? Vậy nó bị bệnh gì vậy? Hả? Tới chỗ con thì còn bệnh gì nữa? Là bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm sao? Trời ơi, không đâu. Ba mẹ thấy nó luôn vui vẻ mà. Đúng vậy. Cô ta giả vờ thôi. Con nói cho ba mẹ biết, tuyệt đối không được để cô ta tức giận, lo lắng, buồn rầu, ức chế, đặc biệt là đói. Cái gì? Đói sao? Đói hả? Đói khác đó, đói là đói đó. Vậy là muốn ăn cơm. Nè, hả? Sao trong phòng không có âm thanh gì hết vậy? Đừng lên tiếng. Mẹ xem, lúc cô ta đói sẽ như vậy đó. Ba mẹ không tin, con ra mở cửa cho ba mẹ xem. Xin lỗi, em định đẩy cửa vào, xem anh có làm sao không? Không sao. Không sao. Tiểu Phương à, con đừng có lo lắng. Mọi người không sao đâu. Sao? Đúng vậy. Cô chú, anh đã nói gì với họ chứ? Sao họ lại nhìn em bằng ánh mắt đó? Không có gì. Không có. Không có gì hết. Vào đi. Mẹ, con uống cốc sữa vào sẽ ngủ ngon giấc thôi. Cảm ơn mẹ. Có phải dạo này tâm trạng của con không vui hay không? Không có gì phiền lòng đâu. Vậy người đưa đồ ăn sáng đến có phải tên Lý Hảo hay không vậy? Mẹ biết rồi hả? Xem ra ba mẹ cũng yên tâm được rồi đó. Trời ơi, con gái, bây giờ con đã lớn, có nhiều việc ba mẹ cũng không giúp được, sợ gây thêm rắc rối cho con thôi. Nè, lần này con bước ra được đau khổ, công lao của Lý Hảo rất là lớn. Trong lòng của con không rõ hay sao? Người ta vì con, thậm chí vì gia đình chúng ta làm nhiều việc như vậy, thật sự rất khó tìm. Mẹ ơi, nói ra một chuyện, làm là chuyện khác nữa. Con không biết anh ấy nghĩ thế nào đây. Có điều, sau khi con kết thúc với Phó Nhất Bình, anh ấy thật sự đã an ủi và động viên con. Về mặt tâm lý,
Thậm chí con còn dựa dẫm vào anh ấy nữa. Rất tốt mà. Một người con trai làm nhiều việc cho con như vậy, chứng tỏ anh ta có tình ý với con rồi. Nhưng mà con đã quen với chuyện người khác chủ động với con rồi. Anh ấy không nói, vậy con... Con cũng không biết, con không chắc chắn nên đối diện với tình cảm của anh ấy thế nào đây. Có điều con đã quen với cái việc tán dóc của anh ấy. Anh ấy mà nói chuyện nghiêm túc với con e rằng rất khó mà chấp nhận được. Trời ơi, con bé này đúng thiệt tình. Vậy con không hỏi nó có bạn gái hay chưa sao? Nếu chưa có mà chỉ tốt với một mình con là vấn đề rõ ràng rồi. Hơn nữa, cho dù con bày tỏ tình cảm với người ta trước cũng có sao đâu. Không cần phải đợi đàn ông mở miệng trước mới tốt đâu con. Nhưng anh ấy rất giỏi giang, chắc cũng có không ít con gái thích ảnh. Vậy con có thấy nó đi với người con gái nào hay không? Chắc là không có. Vậy là được rồi. Nhưng con cũng không biết nữa. Con gái à? Mẹ, con muốn ra ngoài một lát. Trễ như vậy con đi đâu? Con đi dạo thôi. Đi dạo thì nhớ về sớm nha con. Dạ, mẹ yên tâm. Ngải Tiểu Phương, cô không được tự ti, không được đau khổ, càng không nên gò ép bản thân mình. Anh nói gì vậy? Thật ra, tôi rất nghiêm túc. Tôi sẽ cùng cô đối diện với vấn đề này. Tôi nhất định sẽ giúp cho cô chữa trị bệnh này. Cô sẽ bình phục thôi. Tôi nói cô nghe, bệnh trầm cảm chính là căn bệnh tinh thần thường gặp ở nhiều người. Hơn nữa, tỷ lệ phát bệnh và tỷ lệ tự sát cũng rất cao. Trong số 7 người trưởng thành sẽ có một người bị. Ở Trung Quốc, chỉ có 2% đến 3% người mắc bệnh được điều trị một cách chuyên nghiệp thôi. Những người không có điều kiện được điều trị một cách không chuyên nghiệp, bệnh tình của họ sẽ ngày một xấu đi. Hơn nữa, hậu quả rất khó tưởng tượng. Nhưng cô yên tâm đi, tôi tuyệt đối không để cô rơi vào tình trạng đó đâu. Tôi bị trầm cảm sao? Ừ. Không nghiêm trọng đó chứ. Tiểu Phương à, con tuyệt đối không được coi thường đâu. Lý Hảo là chuyên gia ở lĩnh vực này đó. Đúng vậy, phải. Đúng vậy. Theo số liệu cho thấy, cô bị trầm cảm sau khi sinh nở đó. Hả? Hả? Bệnh trầm cảm sau khi sinh được chia ra làm 3 giai đoạn. Cô đang ở trong giai đoạn nặng nhất, đó là bệnh thần kinh sau khi sinh. Không thể như vậy được. Cô đang nghi ngờ năng lực của tôi sao? Không có. Ngồi đi. Cho cô biết, bệnh thần kinh sau khi sinh là tình trạng xấu nhất của bệnh trầm cảm. Tỷ lệ phát bệnh chỉ là 1 trên 1.000. Triệu chứng của bệnh là mất ngủ, hoảng hốt, không muốn ăn, tuyệt vọng, nói rất nhanh, nói lúc to lúc nhỏ, kèm theo khóc lóc. Anh đừng dọa em. Tôi không dọa cô. Những triệu chứng này hoàn toàn phù hợp với cô. Đề nghị điều trị của tôi là kích thích điện lưu qua hộp sọ. Hộp sọ gì chứ? Đó là kích điện. Anh điên rồi sao? Ê, ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Sao tôi lại điên chứ? Tôi muốn tốt cho cô thôi. Cô nên biết là tỷ lệ nữ mắc bệnh cao hơn nam gấp 2 lần, có nghĩa là bệnh nhân nữ quá nhiều. Cô bắt buộc phải điều trị cho khỏi. Em thấy chính anh mới là người có bệnh đó. Suy nghĩ này của cô cũng có lý. Thật ra áp lực xã hội đối với nam giới lớn hơn nhiều so với áp lực của chính bản thân anh ta rất nhiều. Hơn nữa, khả năng giải tỏa của nam giới lại không bằng nữ giới. Nên tỷ lệ bệnh nhân nam tự sát lớn hơn nữ gấp 2 lần. Quả thật là tôi nghi ngờ mình mắc bệnh này. Nhưng tôi có bệnh hay không thì không quan trọng. Quan trọng cô là bệnh nhân của tôi. Tôi buộc phải chữa trị cho cô. Hay là như vậy đi, từ ngày mai trở đi chúng ta bắt đầu điều trị.
tôi đã nghĩ ra phương pháp điều trị rồi. Trước hết là 10 lần kích điện, sau đó điều trị bằng kích thích phản xạ. Còn phương pháp nào mạnh hơn không? Như vậy khá sáo với em quá rồi. Trời ơi, con trai. Con trai à? Con làm sao vậy? Con thấy rất sợ hãi. Sao chứ? Vì cô ấy, cô ấy chưa bao giờ tin cô hết. Cô ấy cười nhạo con, nghi ngờ con. Em đâu có đâu. Cô không tin tôi. Cô luôn coi tôi là người bệnh mà. Trời ơi, con trai, không ai coi con là người bệnh mà. Hết Con có thể chữa bệnh cho cô ấy mà. Con là bác sĩ. Đúng vậy. Con nghĩ mình cần phải bình tĩnh lại. Con không thể nói chuyện tiếp được nữa. Con cần nghỉ ngơi. Anh vào nghỉ đi, em về nhà. Đứng lại. Chỉ khi cô ở đây tôi mới thấy yên tâm thôi. Em Tiểu Phương à, vậy con đừng có đi nữa. Con ở lại đây đi. Còn nữa. Hả? Cô hãy giặt giúp tôi chiếc áo này đi. Hãy nhìn thấy quần áo bẩn là tôi lại buồn nôn mà. Để chị giúp việc giặt cho con. Không được. Chỉ có cô ấy giặt con mới cảm thấy yên tâm thôi. Có được không? Được. Bên này nè. Vào đi. Cô vào đi. Lý Hảo, anh cứ chờ đó đi. Con vào nghỉ một lát nha. Nghe Lương Sản nói như vậy, tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Cuối cùng nó cũng có cảm giác với Lý Hảo rồi. Nhưng mà tôi lại lo lắng. Hai đứa nó đến với nhau không thúc động tĩnh gì hết. Chẳng có cảm giác gì là đang yêu nhau. Theo chị, liệu chúng nó có yêu nhau rồi chia tay hay không vậy? Sao thanh niên bây giờ cứ bình chân như vại vậy chứ? Lúc tôi còn trẻ, tôi cũng bộc bạch ra hết luôn mà. Ơi, chúng đâu có phải gái đôi mươi nữa. Cơ hội có nhiều nữa đâu. Tại sao lại không biết tận dụng chứ? Phải rồi, Lý Hảo là đứa tốt. Chính bản thân con Lương Sản cũng phải công nhận điều đó mà. Nhưng mà nó lại nói điều kiện tốt như vậy chắc chắn có nhiều con gái theo đuổi. Trời ơi, không biết thằng Lý Hảo rốt cuộc nghĩ thế nào nữa. Con bé nhà tôi nó ngốc lắm, không biết cái gì hết trơn. Lý Hảo rất quan tâm đến nó. Mấy hôm trước nè, còn đem cả đồ ăn sáng đến trước cửa nhà tôi nữa. Hả? Đưa đồ ăn sáng tới nhà chị nữa hả? Chết rồi. Nhà tôi kém xa quá. Vậy sao không nói rõ quan hệ luôn đi? Phải đó. Vậy nên tối qua tôi mới hỏi nó. Lương Sản nói với tôi á, con cũng không biết nữa. Trời ơi, ơi. Chắc nó sợ giống như lần trước, nên lần này không dám chắc như đinh đóng cột đó. Ôi, sao mà nuôi con gái vất vả như vậy? Ôi, Ái Mai, hôm nay chị kêu tôi sang, có phải là Lã Thành nhà chị có tình hình gì không? Thằng Lã Thành thì rất ổn, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà con bé Lạc Lạc là người quá mềm lòng. Hiện giờ nó đang rất thân thiết với một anh chàng khác để mặt thằng Lã Thành. Tôi thấy là không quan tâm gì tới người ta hết đó. Tôi khuyên cũng không nghe nữa. Nè, có phải điều kiện của anh chàng đó rất tốt hay không? Điều kiện có tốt hay không thì tôi không biết. Nhưng giờ nó đang bị thương, đi cà nhắc nè. Có đi đứng bình thường được đó, còn chưa biết được nữa. Hôm đó trước mặt bao nhiêu người, nó hét lên với tôi á. Nếu lấy, còn phải lấy người đàn ông kiên cường thế này. Chị thử nghe xem. Ôi, Lạc Lạc thật sự ngây thơ quá. Kiên cường là điều kiện gì chứ? Mua cái máy tính cũng phải chọn phần cứng rồi mới tới phần mềm, huống hồ là hôn nhân. Tôi mà không tâm sự với chị thì tôi ức chế tới chết mất. Phải, hai chúng ta cũng đâu phải những người hám lợi đâu. Nhưng ai có thể đem lại hạnh phúc cho con gái? Về điểm này chúng ta đều hiểu rõ. Tôi nói chị nghe, hôn nhân là chuyện lớn, chị nhất định phải giúp nó nha. Ái Mai, tôi nói chị biết, lần này chị nhất định phải mạnh tay, không được nghe lời nó, kể cả bây giờ nó hận chị.
Nhưng mà sớm muộn nó cũng hiểu tấm lòng của chị thôi. Tôi nghe chị. Lần này tôi phải để nó biết sự lợi hại của tôi. Chắc chắn sẽ thành công thôi. Yeah. Mẹ à. Mẹ, tụi con về rồi. Chào cô. Cô tìm cháu. Lạc Lạc, con về phòng mình đi. Mẹ có chuyện muốn. Mẹ à, mẹ nhốt con làm cái gì vậy? Mẹ điên rồi sao? Con bé này quá to gan, không làm như vậy á thì con đã không cách nào quản lý được nó rồi. Lã Thành à, cô nghĩ chắc cháu cũng hiểu ý cô. Cô làm như vậy để cho nó và Quách Lượng không đi lại với nhau nữa. Trời ơi, cô à, không cần thiết phải làm vậy đâu. Cô lại thấy rất cần. Hơn nữa cô hy vọng cháu sẽ tìm gặp Quách Lượng để nói chuyện, để nó từ bỏ ý định đó đi. Việc này... Hai người không được làm như vậy. Làm như vậy là vi phạm nhân quyền đó. Mẹ, mở cửa ra đi. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Sau này con sẽ hiểu mà. Cô ơi, cháu cũng thấy chuyện này không hợp lý lắm. Dù sao Lạc Lạc cũng là trưởng thành rồi. Cô ấy có quyền lựa chọn quan hệ xã giao của mình mà. Cô thật sự hy vọng hai đứa có thể hiểu cô. Cô làm như vậy vì muốn quan hệ giữa hai đứa không bị người khác xen ngang thôi. Hai chúng cháu. Cháu đừng nói với cô là hai đứa không có gì nha. Bây giờ thì mẹ tin rồi chưa? Hả? Cháu xin lỗi. Thật ra hai chúng cháu thật sự không có gì hết. Cô sao lại không? Cô ơi, nguy hiểm lắm cô. Lại đây. Cô à, cô à. Nè, Lã Thành à, anh mở cửa ra đi. Lạc Lạc à, cô nhanh lên. Bệnh tình của mẹ cô tái phát rồi. Có thuốc không? Mau ra lại đây nhanh lên. Anh mau mở cửa cho tôi ra ngoài đi. Cẩn thận một chút. Trời. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Mẹ. Thuốc đâu? Mẹ à, mẹ làm sao vậy? Mẹ. Mau lên thuốc đâu rồi, nhanh lên. Thuốc ở trong phòng. Cô đỡ đi. Mẹ. 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 Mẹ.
Hôm nay cô ta không đến sao? Hôm qua cô ta lại đến, mang theo con cá. Mẹ nói là con không có nhà, cô ta để cá lại rồi đi luôn. Tốt rồi. Ê, phải rồi. Sau này cô ta còn đến, ba mẹ đừng vì cô ta mà làm sinh hoạt của mình bị ảnh hưởng. Cô ta có đến, ba mẹ đừng làm cô ta kích động nha. Bình thường cô ta không làm hại trời ai đâu. Con trai, con đó cô ta đừng đến nữa có được không? Không được. Con có nhiều bệnh nhân như vậy, làm sao quản lý được chứ? Trời ơi, vậy mẹ phải làm sao đây? Làm thế nào? Là bà tự chuốc lấy thôi. Là tôi tự chuốc lấy, tôi nhìn nhầm thôi mà. Ba mẹ, sau này cô ta còn đến, con có một cách có thể khiến ba mẹ yên tâm nè. Con nói đi. Đó là bắt cô ta làm việc liên tục khiến cô ta mệt mỏi, đó là cách điều trị tốt nhất. Nếu cô ta thật sự mệt, theo mẹ thì cô ta sẽ thế nào? Sẽ đi ngủ. Đúng rồi, sẽ đi ngủ. Hả? Vậy thì nó sẽ ngủ ở nhà mình sao? Dạ, ngủ ở nhà mình có vấn đề gì đâu. Ngủ vậy rồi lại bắt cô ta làm gì? Nếu như cô ấy không chịu làm thì sao đây? Mẹ cứ dỗ dành cô ta để cô ta làm là được rồi. Hả? Nhưng mà nhà mình lấy đâu ra việc gì để làm? Mẹ cho cô giúp việc đi nghỉ phép đi. Nghỉ phép? Mai bà đi công tác rồi. Hả? Ông khi nào ông đi? Tôi vừa nhớ ra thôi. Vừa nhớ ra thôi. Trời ơi con trai à, con nói cô ta đừng có đến nữa. Ba con đi rồi chỉ còn mình mẹ thôi. Mẹ làm sao đối phó được đây? Mẹ không có khả năng đâu, mẹ không có chịu được. Mẹ, sau này nếu không phải cô gái con đích thân đưa về, mẹ đừng vội vàng nha. Trời ơi mẹ biết rồi, con đừng có nói nữa. Thôi ăn đi. Cô có nhà không ạ? Ôi trời ơi, cô có không nhà có không? Nhà, không có nhà đâu. Cô tìm mẹ tôi sao? Mẹ tôi ở đây nè. Mẹ ra đi. Trời ơi. Ra đi. Cháu chào cô. Cô ta tìm mẹ kìa, mẹ ra đi. Chào con. Mẹ đứng ở ngoài cửa đây. Mẹ sẽ không ra ngoài đâu. Trời, mẹ khỏe quá ha. Con nói ai khỏe vậy? Tai cũng thính thiệt đó. Con nghe cho rõ đây. Khi nào con đuổi cái thằng đó đi thì lúc đó con hãy đi làm. Nghe thấy chưa vậy? Mau nghe điện thoại đi. Alo, là mình đây. Giang hồ cầu cứu, mau đến cứu mình đi. Lúc này khó khăn biết tìm tới mình. Sao ban đầu không nói với mình đi? Đúng, mình biết rồi. Nghe mẹ mình nè, nói nè, vậy. Loại loại này phải không con? Một cái thôi. Hai cái đi. Một cái hả? Thôi được. Nể tình cậu không coi mình là bạn, mình sẽ không đến cứu cậu đâu. Được rồi, hãy tận hưởng niềm vui bị giam giữ đi. Vậy nha. Tạm biệt. Bác sĩ Lý à? Có bệnh nhân. Cô ngồi đi. Mời cô uống nước. Cho tôi ly nữa đi. Cho đầy vào. Mấy ngày nay cô đi đâu vậy? Vừa gầy vừa đen đi.
Tiểu Phương. Dạ. Con đang lau cửa sổ sao? Dạ. Con lau sạch quá đó. Dạ. Nhưng mà chỗ này vẫn chưa lau nè. Dạ. Lau ở đó xong mà bên trên cũng phải lau đó. Dạ. Trời ơi, chỗ đó chưa sạch, mau lau lại đi. Lấy cái ghế mà đứng lên. Tiểu Phương à, phải lau cho sạch vào nha. Dạ, cháu biết rồi. Vất vả cho con quá. Dạ. Nè, con ăn đi. Ăn đi. Cảm ơn anh. Nè, mau ăn đi. Ăn đi mà. Cô mau ăn đi. Anh ăn thử đi. Cô ăn đi, lẹ lên. Món này em nấu đó. Nếm xem có ngon không. Không được. Cô đem đi. Không được hả? Ê, quay lại đây. Hả? Quay lại. Cô lấy giấy ăn lau đi. Nhanh lên. Giấy ăn. Nhanh lên đi. Mau lên. Cơm này cũng không được. Không được. Không được đâu. Cô nấu lại đi. Nấu lại hả? Nấu lại. Nhanh lên. Ê, quay lại đây, quay lại đây. Hả? Đủ đơn rồi kìa. Ê, lại đây nữa rồi. Ê, còn nữa nè. Cái này nữa. Cô đem đi. Đi. Nè. Đi. Mẹ, ăn cơm đi. Được. Vậy giờ cô ta thì làm sao? Mặc kệ cô ta. Hả? Được mà. Cô à, chắc mấy hôm nữa cháu bận không đến được. Hả? Được. Phải. Thanh niên tụi con nên đi uống cà phê với nhau hay đi mua sắm gì đó bên ngoài rất là vui. Để cháu giúp cô nha. Không cần. Cô làm được. Xong rồi. Cảm ơn anh. Không có gì. Hẹn gặp lại. Lý Hảo. Lý Hảo, anh hay lắm. Tôi nói cho anh biết, anh cố tình làm khó tôi. Muốn mẹ anh đuổi tôi ra khỏi nhà anh. Nói cho anh biết, đừng có hòng nha. Mẹ tôi không đuổi cô đi đâu. Cô cứ về đến nhà tôi đi. Anh là đồ khốn. Đây là nơi công cộng. Xin cô chú ý tới hình ảnh của mình một chút đi, có được không vậy? Hình ảnh của mình? Tôi có hình ảnh gì chứ? Hình ảnh của tôi bị anh hủy hoại hết rồi. Tôi thế này có khác gì người giúp việc cho anh đâu. Tôi biết đây đều là kế sách của anh hết. Nếu cô đã biết rồi, còn không rút lui đi. Muốn tôi rút hả? Nói cho anh biết, 36 kế dùng bất kỳ một kế nào, tôi cũng có thể phá hỏng chuyện của anh và Lưu Sản đó. Cứ chờ đấy đi. Gặp nhau ở cổng phòng tập. Dạo này anh sao vậy? Không nghe điện thoại, cũng không nhắn tin nữa. Lưỡi bị người ta cắt rồi hả? Em xem, gắn lại rồi. Nè, anh xem Lạc Lạc bị làm sao vậy? Chuyện lớn như vậy á, mà không nói mình biết nữa chứ. Cô ấy không định làm thật chứ? Với tính cách cô ấy không làm vậy đâu. Rốt cuộc Quách Lượng có lai lịch thế nào? Quả là bí hiểm. Là một người số khổ, tàn tật, nhưng ý chí kiên cường. Đi thôi. Người ta giao phòng tập này nhờ cậu quản lý. Cậu ngồi trong văn phòng hút xì gà cũng không phải là tốt sao? Số tôi không phải sinh ra để làm ông chủ đâu. Tôi chỉ có thể làm những công việc thực tế. Xì gà thì không được hút, nhưng giờ bị chuột rút nè. Chuột rút sao? Lã Thành, anh sao vậy?
Nhìn anh tiều tụy quá, cứ như là quán phụ vậy đó. Đừng có cười, anh thì tốt rồi, mặt mũi hồng hào, béo tốt khỏe mạnh. Anh đâu có. Nè, nói chuyện chính đi. À, phải rồi, Lạc Lạc gọi điện cho tôi ngày hôm qua. Tôi nghĩ là trong việc này chắc có sự hiểu lầm. Tôi muốn gặp Quách Lượng để nói chuyện, anh ta đâu rồi? Ờ, mấy hôm nay anh ta không đến, nhưng tôi có hồ sơ của anh ta, để tôi đi lấy. Lã Thành bị quan rồi. Tự chuốc lấy thôi. Cậu ta ra rồi, đừng nói gì hết. Hồ sơ của Quách Lượng nè. Nhìn cũng được đó chứ. Nhìn mặt không giống như người xấu khổ. Nhìn mặt là biết xấu khổ hay không à? Sao lại không? Em nhìn người này xem. Ờ, Tôi không nói cậu. Chúng ta xem hồ sơ đi. Cảm ơn. Có rồi. Tới rồi đây. Cậu thích uống sinh tố, sao không uống ở phòng tập đi? Có phải mất tiền đâu. Đến đây làm gì cho mất tiền chứ. Nghe khẩu khí của ông chủ kìa. Hả? Làng là không chọn anh. Đây đúng là một sự hiểu nhầm rồi. Anh ấy đáng tin cậy hơn Quách Lượng đúng nhiều. Đúng vậy. Không, ý tôi là cậu muốn uống sinh tố thì cứ uống ở phòng tập đi chứ cần gì. Cậu về nhà uống cho xong đi. Tới đây làm gì? Hả? Tôi muốn đi. Tiết kiệm tiền cho cậu thôi. Tiết kiệm tiền đâu phải là chuyện xấu đâu. Thôi mà. Thôi đi ông chủ. Chỉ là chuyện sinh tố thôi. Nói việc chính đi. Phía anh thế nào? À đúng rồi, tôi gọi điện đến đó, phát hiện ra đó là tổng đài của một khách sạn 5 sao. Tôi hỏi là có vị khách nào tên là Quách Lượng không? Anh ta nói không có. Ừ, không thể nào. Tôi vừa tới bệnh viện mà anh ấy chụp phim. Số điện thoại Quách Lượng để lại cũng là số khách sạn 5 sao. Hơn nữa tôi cũng gặp vị bác sĩ đó rồi. Bác sĩ nói là chân anh ấy tới giờ chưa bị nặng như vậy, hoàn toàn không cần phải luyện tập phục hồi chức năng. Vậy nghĩa là người này có vấn đề hả? Chỉ là nghi ngờ ban đầu thôi, chứ chúng ta chưa có chứng thực được. Có thể như vậy cũng tốt, giữ mai là Lạc Lạc đang bị giam lỏng. Trước khi chúng ta xác định được thân phận và lai lịch thực sự của anh chàng Quách Lượng này, tôi nghĩ là hai người bọn họ nên ít tiếp xúc thì hơn. Sao anh cười vậy? Âu Lạc Lạc trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Đúng vậy. Tôi cũng đâu thể khóc đâu. Nè, mấy ngày không gặp rồi, cậu mập ra ha. Tôi đâu có mập đâu. Cậu còn nói nữa, ngày nào cậu cũng ở trong phòng tập hết. Tôi có cơm đâu mà ăn. Tôi phải về nhà ăn cơm. Cậu biết tính mẹ tôi rồi đó, bà cứ nằng nặc bắt tôi phải ăn. Được rồi, xin tôi bắt lắm uống đi. Nào, nè, hai người uống không vậy? Hả? Không uống, tôi uống nha. Cậu uống từ từ không được sao? Từ từ thôi. Nếu anh có hứng thú gia nhập vào Lạc Ý, chuyện của em gái tôi xin giao cả cho anh. À, phải rồi. Tạp chí của các cô không có trang điện tử phải không? Anh Tạ, chắc anh vẫn chưa biết tôi đã bị đẩy ra khỏi tòa soạn đó rồi. Có chuyện đó sao? Ừ. Anh trai cô là cổ đông lớn nhất của tòa soạn mà. Tôi thấy là trong việc làm ăn phải dựa vào nhau. Ai dám to gan không giữ thể diện cho anh trai của cô vậy? Lần này họ rất tuyệt tình. Nhưng anh đừng nghĩ nhiều. Họ nhầm vào tôi chứ không phải nhầm vào tiền. Cũng không phải vì hạng mục đâu. Họ muốn đuổi tôi ra vì tôi là người chính trực. Tôi không ưa cái trò quan hệ nam nữ lộn xộn trong văn phòng. Tôi thật sự không ưa. Tôi giữ mình trong sạch, dựa vào tài năng thực sự của mình làm tốt công việc thôi. Vậy nên họ đẩy tôi đi vì sợ tôi ở đó sẽ chèn ép những người họ muốn nâng đỡ thôi.曾有的一点伪装
你的珍贵，你的未来。